Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Con 68. Thì có lẽ là lần đầu tiên thì cho mình gửi lời xin lỗi đến cho anh em. Tại vì là vào tuần trước đó thì mình đã không có ra một cái video để mà cập nhật điểm tin cho anh em. Không phải là vì cái lý do là vì tuần trước thị trường nó đâm quá đâu. Như những cái điều mà mình đã chia sẻ, như là cứ mỗi lần mà mình lên sóng mình chia sẻ cho anh em về cái tin tức nó diễn biến xảy ra xung quanh thị trường đó, thì mỗi lần mình lên sóng thì thị trường nó lại đâm. Đó, thì không phải là do tuần trước thị trường đâm, là do mình đã khá là buồn bã hay là gì đó để mình không lên sóng cho anh em. Nhưng mà thực sự chia sẻ đến cho anh em là vào tuần trước là mình đã bị ốm, nên là cái giọng của mình nó không có được tốt. Nên vì thế nên là nếu mình có lên sóng thì cái giọng của mình nó cũng sẽ không thể nào nó truyền tải được cái chất lượng tốt nhất cũng như là cái giọng nói tốt nhất đến cho anh em ha. Nên anh em có thể thông cảm giúp mình. Và ở trong video lần này mình đã khỏe lại rồi, mình hoàn toàn có thể sẵn sàng đi chia sẻ thông tin đến cho anh em. Và mình cũng xin tóm gọn lại là những cái gì nó đã diễn biến trong tầm khoảng 1 đến 2 tuần qua nó như thế nào. Tại vì là theo dõi thì trong khoảng từ 1 đến 2 tuần qua thì thị trường của chúng ta nó đi khá là chán, đúng không anh em? Đó, nó cứ sideways kiểu như vậy. Và dường như nó không có một cái tín hiệu xác nhận một cách rõ ràng rằng là nó sẽ phục hồi một cách mạnh mẽ hơn, hoặc là sẽ đảo chiều nó quay lại một cái xu hướng tăng trưởng như trước đây. Đó, vậy thì chúng ta hãy cùng đi ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Là tại sao? Và một điều lưu ý là mình hy vọng rằng là sau khi cái đợt trở lại trong tuần này của mình thì thị trường nó sẽ không có đâm như mọi lần nữa, mà chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hồi phục dần dần lên và sẽ duy trì cái nhịp tăng này đến năm 2022 để tất cả anh em chúng ta được ấm no ha. Và mình cũng biết được rằng á, là ngày hôm nay là một ngày dường như là ngày 23 tháng 12 đúng không, thì cũng sắp đến ngày Noel rồi, dường như là ngày hôm nay luôn đó. Nên mình cũng xin chúc cho toàn thể những độc giả cũng như là những khán giả, những anh em mà đã theo dõi, đã ủng hộ Con 68 trong thời gian vừa qua, anh em có một mùa lễ Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé. Rồi, vậy thì chúng ta hãy quay trở lại cái nội dung của video ngày hôm nay đi. Thì hiện tại thì chúng ta đang ở cái ngưỡng giai đoạn nào của thị trường? Thì như anh em đã biết á, ở cái video đợt trước, cách đây tuần trước mình bỏ qua nha, mà cái video đợt trước nữa, thì Bitcoin vẫn chưa có một cái động lực nào rõ ràng để mà có thể quay trở lại một cách nó mạnh mẽ hơn. Và những cái lý do đó là vì sao? Những cái lý do đó như mình đã chia sẻ rằng là chúng ta đang phải đối mặt với gì? Thị trường của chúng ta đang phải đối mặt với một cái biến thể mới, đó chính là cái biến thể Omicron. Thì dành cho anh em nào mà chưa biết á, thì trước đây ở cái ngưỡng giá tầm khoảng là đây, anh em thấy nè, tầm cái ngưỡng giá tầm khoảng 60.000 đó, thì ngay khi mà cái tin tức là cái siêu biến thể Covid này đó nó được leak ra, nó được tung ra, thì Bitcoin đã mất cái ngưỡng hỗ trợ 60.000 đô của mình ngay lập tức luôn, và thậm chí đã chảy máu xuống cái vùng là 55.000 đô. Và đó là một cái cơ hội để mà bên phía phe bán họ có thể đẩy, họ có thể đạp giá xuống sâu hơn nữa, và chúng ta đã phải chứng kiến một cái cú crash xuống vùng 42.000 đô tầm khoảng một tuần trước đây. Đó, thì ngoài cái lý do đó thì chúng ta còn có một cái lý do khác, đó chính là cái việc tăng lãi suất của Fed nữa. Tại vì là như anh em cũng biết được rằng á, là trong năm nay thì cái chính sách tiền tệ của Fed thực sự là nó đã không quá là hiệu quả để mà có thể giúp được nền kinh tế Hoa Kỳ trụ vững trước dịch bệnh và trước những cái khó khăn về tài chính khác. Mà anh em hiểu được rằng á, là khi một cái nền kinh tế tài chính của Mỹ đó mà nó bị lung lay, nó bị dịch chuyển đi, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế chung của thế giới. Và chính vì lẽ đó đó thì ông Jerome Powell là một chủ tịch Fed vừa mới được tái bổ nhiệm thôi, thì ông cũng đã nói trong cái cuộc họp của mình rằng là chúng tôi sẽ đẩy nhanh cái quá trình tăng lãi suất của mình, và dự kiến á, là vào khoảng là giữa năm 2022 đó, tức là sẽ thu hẹp lại cái dự kiến của mình. Và chính vì cái điều đó là nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường của chúng ta, là lo sợ rằng là việc Fed tăng lãi suất rồi những vấn đề về dịch bệnh và những vấn đề khác, thì nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường của chúng ta. Và cùng với những cái nguyên do như vậy thì Bitcoin dần đã mất những cái động lực của mình đi. Như anh em cũng thấy được rằng là trước đây chúng ta có những động lực như thế nào. Chúng ta có những động lực như là tiêu biểu nhất chính là về Bitcoin ETF đúng không? Nhưng bây giờ dường như là cũng đã hết phép rồi. Đó, và chúng ta còn một cái động lực khác như là về Bitcoin ETF giao ngay, về những cái tin đồn đoán về việc là SEC sẽ chấp nhận Bitcoin ETF giao ngay sau khi mà đã phê duyệt Bitcoin ETF tương lai, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị phủ bỏ hết. Và trong tuần này đó thì những cái đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay đó của quỹ Rayscale hay là quỹ Wisdom Tree cũng đã bị delay rồi, tức là bị trì hoãn rồi đó anh em, và có thể giải quyết đến năm sau lận. Vì thế nên thị trường của chúng ta đã dần mất đi những cái động lực quan trọng, những cái yếu tố về vĩ mô quan trọng để mà chúng ta có thể tăng những cái dòng tiền mới đổ ngược vào thị trường. Và từ đó là cũng một phần chúng ta cũng có thể lý giải được rằng là chúng ta đã đi vào quá trình cuối năm rồi, và cuối năm thì thường thường sẽ đến Tết Tây ta đó, thì các nhà đầu tư họ cũng sẽ có thể họ chốt đi một phần nào đó lời ra để mà họ có thể họ ăn nghỉ ngủ dưỡng trong những cái đợt
nghỉ lễ như thế này đó. Và nếu mà anh em nhìn lại thị trường của chúng ta vào năm 2020 đó, thì vào cái khoảng thời gian như thế này nó y chang luôn. Đó là cái khoảng thời gian khi mà chúng ta đã có một cái đợt gọi là một cái đợt Bitcoin mà nó đi lên tầm khoảng gần 20.000 đó anh em. Đó, nó đi lên cái tầm khoảng tầm 20.000 xong rồi nó lại tụt xuống. Và nó đi ngang như vậy cho đến khi nó thật sự bùng nổ vào tầm khoảng quý 1 năm 2021 và cho đến thời điểm hiện tại. Đó, vậy thì những cái nguyên do mà mình vừa nêu trên là nó đã ngấm ngầm từ hồi tuần trước rồi. Và đến thời điểm hiện tại đó, nó còn có những cái yếu tố rất là bổ sung đằng sau nữa. Như là chúng ta có những cái quốc gia họ đã lao vào để mà họ thắt chặt cái khung pháp lý đối với tiền mã hóa của chúng ta. Thì mở màn cho cái việc này đó chính là về việc là nước Anh đó anh em, họ đã cấm tiệt luôn. Họ cấm những cái quảng cáo tiền mã hóa của những sàn Coinbase, những sàn Kraken và vân vân, mây mây luôn. Đó, và cái hành động này á, nó đã kéo theo một cái hành động khác, chính là Ngân hàng Trung ương Anh đó anh em. Thì anh em nào chưa biết một cái thông tin là ông phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh đó, thì ông đã nói được rằng á là cái này có lẽ là cái này là do ông nói chứ không phải là mình nói, mình chia sẻ lại thôi. Thì nếu anh em nào nghe được mà cảm thấy nó hơi tiêu cực quá thì anh em cũng đừng cho rằng là mình đang phớt gì hết nha. Thì ông phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh này, ông đã nói một cái câu mình nghĩ rằng nó khá là ghê, đó chính là thị trường tiền mã hóa của chúng ta cuối cùng gì cũng sẽ sụp đổ về không mà thôi. Đó, thì ông cho rằng là đây là một cái mối nguy hiểm rất là một cái mối nguy hiểm rất là tiềm tàng đối với hệ thống tài chính của nước Anh nói riêng và đối với hệ thống tài chính của toàn của trên thế giới nói chung. Đó, thì chính vì cái lẽ đó đó, thì ngay khi đưa ra cái lệnh cấm quảng cáo tiền mã hóa đối với những sàn giao dịch lớn như là Coinbase hoặc là Kraken, thì Ngân hàng Anh họ cũng đã quyết tâm họ đẩy nhanh những cái vấn đề mà xây dựng những cái khung pháp lý của mình để có thể nhằm bóp nghẹt cái thị trường của chúng ta. Đó, và không chỉ riêng Ngân hàng Anh đâu, thì như mình đã đưa tin lần trước, chúng ta còn có sự xuất hiện của ai nữa? Chúng ta còn có sự xuất hiện của Ấn Độ nữa anh em. Ấn Độ, Anh. Và tiếp đây, chúng ta có sự xuất hiện của Ngân hàng Trung ương Nga nữa. Thì Ngân hàng Trung ương Nga thì họ, thì mình cũng không chắc chắn lắm về cái những cái mà họ sẽ làm trong tương lai. Tại vì những cái đòn phủ đầu của họ trong quá khứ thì nó không được thể hiện rõ đó anh em. Nhưng mà dạo gần đây đó, thì Ngân hàng Trung ương Nga họ liên tục họ đưa ra những cái tin tức rằng là chúng tôi sẽ cấm tiền mã hóa. Sau đó là họ lại nói rằng là chúng tôi sẽ nới lỏng cho các nhà đầu tư để mà có thể đầu tư tiền mã hóa thông qua những doanh nghiệp nước ngoài. Rồi xong họ lại quay lại là họ cấm tiền mã hóa. Thì đây cũng là một cái thông tin nhiễu loạn mà mình nghĩ rằng là những cái quốc gia họ đang muốn hợp thức hóa, họ đang muốn tung tin ra thị trường để mà họ đạp giá Bitcoin xuống mà thôi. Thì chúng ta hãy xét lại đi. Bây giờ chúng ta có Vương quốc Anh, chúng ta có Nga, chúng ta có Ấn Độ và một cái tên không thể thiếu đó chính là Trung Quốc. Thì trước đây anh em biết là Trung Quốc á, chính phủ Trung Quốc và ngân hàng BBOC đó, tức là ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc, là ngân hàng nhân dân Trung Quốc đó, tức là một cái ngân hàng tổng bự đó, thì họ đã thực hiện rất nhiều những cái lệnh đàn áp đối với chúng ta rồi đúng không? Nhưng mà tại thời điểm hiện tại chúng ta đã có hàng chục ngân hàng khác tại Trung Quốc, đó chính là những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Trung Quốc, họ đã đi họ truyền bá những cái giáo dục không tốt về tiền mã hóa đối với người dân rồi. Và cái điều này mình cho rằng là nó cũng thực sự nó rất là nguy hiểm đó anh em. Tại vì sao? Tại vì họ thực hiện những cái hành động như sau, tức là họ sẽ nhờ nhân viên của họ nè đến những cái khu trung tâm thương mại, đến những cái khu chợ để mà có thể đưa cho những cái bà mà sạp bán những cái bà mà ở trong những cái sạp bán trong những cái khu đó anh em, thì nhân viên của ngân hàng đó họ sẽ đến những cái sạp đó để mà họ nói rằng là bà ơi, tiền mã hóa là nó không tốt và bất cứ ai nó nói với bà rằng là bà nên đầu tư tiền mã hóa thì bà hãy nên né đi. Thì những ngân hàng này họ đã triển khai một cái chiến dịch lớn như vậy, họ đưa tất cả nhân viên vào những cái sạp, cái khu trung tâm chợ nè, thương mại như vậy để mà họ nói với những cái chủ sạp cửa hàng như vậy đó. Thì dần dần á, tức là mình cho rằng đây là một cái hành động ý thức hệ đó anh em, tức là họ dần dần họ đưa cái ý thức vào người dân của họ rằng là tiền mã hóa là một cái gì đó nó rất là xấu xa và nó rất là không tốt đó. Thì trước đây á, thì anh em có hình dung giống như mình là trước đây giống kiểu là Trung Quốc ở trên tổng họ áp xuống đúng không? Áp xuống nhưng mà nó chưa có phải là len lỏi vào dân chúng đâu. Nhưng mà bây giờ những ngân hàng con phía sau, và đặc biệt là những ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc nữa, thì họ bắt đầu họ làm một cái chiến dịch để mà họ len lỏi phía sau cho nhân dân Trung Quốc. Thì cái điều này mình nghĩ rằng là nó rất là nguy hiểm luôn, và trước giờ vẫn vậy rồi. Bất kể khi nào mà Trung Quốc hành động thì thị trường của chúng ta phải gánh chịu một cái áp lực cực kỳ khủng khiếp sau đó. Nhưng mà cái áp lực này dường như là nó chỉ là ngắn hạn mà thôi. Hình như anh em cũng thấy là vào tháng 5 chúng ta đã phải gánh chịu một cái đợt gọi là Trung Quốc họ đàn áp cái vấn đề khai thác Bitcoin đúng không? Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì cái ngành khai thác Bitcoin của chúng ta, cái hash rate đó nó đã tăng lên trở lại rồi và nó đã phục hồi hoàn toàn rồi. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là cứ mỗi lần mà Trung Quốc đàn áp thì Bitcoin có thể thất bại trong ngắn hạn đó, nhưng mà trong dài hạn thì Bitcoin vẫn luôn luôn chiến thắng. Thì vào thời điểm hiện tại chúng ta phải gánh chịu những cái áp lực như thế này
đó, những cái áp lực từ những quốc gia như thế này thì cứ ngày nào anh em lên thì anh em cũng thấy rằng là nó cứ như vậy đó. Mặc dù khi mà chúng ta nhìn vào cái on-chain, cái tình hình on-chain của Bitcoin thì dĩ nhiên rằng á, là chúng ta vẫn cảm thấy là không có gì quá là đáng kể hết khi mà cái nguồn dự trữ Bitcoin ở trên các sàn giao dịch đó anh em, nó vẫn cứ tiếp tục đâm đầu đi xuống mà thôi. Và tại sao mình lại nhấn mạnh cái thông tin này? Tại vì khi mà nó tiếp tục nó đâm đầu đi xuống như vậy, với một cái nguồn cung của Bitcoin là bây giờ là đã là 18,9 triệu Bitcoin rồi, tức là chúng ta đã có 90% nguồn cung Bitcoin được khai thác và đang lưu thông bên ngoài thị trường đó. Đó thì một cái con số giải phóng số Bitcoin nó khá là lớn đúng không? Nhưng mà cái thực tế hiện tại là bây giờ trên sàn nó đã không còn nhiều nữa, thì cái việc này nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng là những nhà đầu tư Bitcoin, những nhà mua Bitcoin dài hạn họ đã mua và họ đã cất hết rồi. Nó không còn ở bên ngoài thị trường để cho chúng ta có thể mua bán một cách nó nhiều và nó gây ra những cái áp lực về những cái biến động giá, những cái cuộc bán tháo gì cả. Khi mà anh em có thể nhìn trên đây giống như mình, đó, nó cứ đâm đầu đi xuống mà thôi. Nhưng mà tại sao giá Bitcoin nó vẫn như vậy, nó vẫn cứ đi ngang và thậm chí trong tuần trước nó còn di chuyển một cách nó khó chịu hơn nữa. Thì mình có thể khẳng định đến đây, đó chính là đây không phải là một cái đợt mà chúng ta phải gánh chịu một cái áp lực bán từ các nhà đầu tư tổ chức nào cả. Khi mà anh em đã thấy được rằng á là các nhà đầu tư tổ chức họ đã hành động cực kỳ mạnh mẽ trong tháng 10 và tháng 11 như thế nào, thì đây chỉ là một cái áp lực bán đến từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà thôi, những người mà đang bị những cái tình trạng như là sợ những cái tin tức biến động trên thị trường, sợ những cái yếu tố vĩ mô trên thị trường hay sau đó, hay là họ đang sợ một cái chu kỳ downtrend sẽ lặp lại khi mà đến vào cuối năm nay thì chúng ta sẽ kết thúc một cái chu kỳ uptrend mà nó tương tự như trong lịch sử như những năm lần trước. Thì mình nghĩ rằng là đây chỉ là một cái áp lực bán từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà thôi, chứ hoàn toàn không có tổ chức. Nhưng mà điều đó nó cũng không đồng nghĩa với việc là các tổ chức họ cũng không hành động nha. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái dữ liệu của CoinShare. Thì ở trong tuần qua đó anh em, thì cái dòng tiền mà thoái lui đó, tức là mình sẽ giải thích đơn giản là đó chính là cái nguồn vốn thoái lui của tổ chức. Thì trong tuần qua đã ghi nhận là cái nguồn vốn thoái lui nó cao nhất lịch sử luôn. Tức là sao? Tức là cái nguồn vốn thoái lui này á, nó đã đạt khoảng là 142 triệu đô dành cho các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa. Mà ở đây chúng ta thấy được là chúng ta chiếm trọng số nhiều nhất là ở Bitcoin và Ethereum. Thì cái con số 142 triệu đô thoái lui này đó thì nó dường như là nó là cao nhất. Ở đây mình đang tính theo chỉ số tuần nha. Nó là cái dòng tiền chảy ra cao nhất trong tuần, trong lịch sử luôn. Và nó hoàn toàn cao hơn cả cái giai đoạn hồi tháng 5 khi mà chúng ta phải chịu một cái đợt bán tháo từ Trung Quốc, từ tin tức ảnh hưởng từ Trung Quốc đó. Và cụ thể là ngày 19 tháng 5 đó, thì lúc đó thì chúng ta chỉ phải gánh chịu là 97 triệu đô thoái lui thôi. Nhưng mà trong tuần trước thì chúng ta đã phải gánh chịu 142 triệu đô thoái lui từ các nhà đầu tư tổ chức. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào một cái bức tranh nó tổng quan hơn, nó rộng hơn đó, thì chúng ta không phải lo về cái vấn đề này. Vì sao mình lại nói như vậy? Thì anh em có thể thấy được rằng á, là cái dòng vốn mà chảy vào thị trường ở trong năm 2021 đó, thì nó đạt đến mức kinh khủng, nó đạt tới mức khoảng là 9.5 tỷ USD đó. Trong khi cái dòng vốn chảy vào thị trường của năm 2020 đó thì nó đạt vào khoảng là 6.7 tỷ. Thì chúng ta có thể nhìn nhận được rằng là trong năm 2020 thì cái tổ chức họ đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường này đó, và nó hoàn toàn nó khác biệt với những cái chu kỳ trước đó. Khi mà chúng ta nhìn vào năm 2020 thì chỉ có 6,7 tỷ thôi, nhưng mà nhìn vào tổng năm 2021 thì nó lên tới 9,5 tỷ. Đó ha anh em. Rồi, vậy thì tiếp đến chúng ta hãy đến với một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng nó cũng khá là thú vị, nó đã xảy ra trong tuần này. Đó chính là về sự kiện của El Salvador đi. Thì vào ngày 21 tháng 12 đó anh em, thì tổng thống của El Salvador ông đã mua 21 Bitcoin. Và mình nghĩ rằng là cái 21 Bitcoin này không phải là ông đang đi CA hay là ông đang đu đỉnh hay là ông mua thêm gì cả. Nhưng mà cái 21 Bitcoin này ông mua đó là nó rất là đặc biệt, tại vì nó nhân ngày thứ 21 cuối cùng của năm 21 và thuộc thế kỷ 21 của chúng ta. Đó. Và đây cũng là một cái động thái, một cái hành động mà mình nghĩ rằng là tổng thống của El Salvador ông đang thể hiện một cái tình yêu và một cái sự tự tin nhất định, một cái sự ủng hộ cực kỳ tuyệt đối đối với Bitcoin luôn. Tại vì anh em biết không, ông mua 21 Bitcoin này tại lúc 9 giờ. Đó, tại lúc 9 giờ tối đó anh em, 9 giờ tối ngày 21 tháng 12 và năm 2021. Và thật là trùng hợp khi mà chúng ta có diện tích của đất nước El Salvador nó rơi vào khoảng tầm 21.041 km² nữa. Và cái điều đặc biệt hơn đó, cái điều này là do đội ngũ của CoinShare 8 mình suy luận thôi, thông qua cái dòng tweet của tổng thống El Salvador. Thì ông nói rằng là ông sẽ giữ cái số Bitcoin này
tức là không phải giữ 21 Bitcoin này nha các bạn, mà nha anh em, mà ông sẽ giữ cái số Bitcoin mà El Salvador đang giữ đó, thì ông sẽ giữ đến cái thời khoảng thời gian này. Thì mình không biết rằng là đây là ngày 21 tháng 12 năm 2021 hay là ngày 21 tháng 12 năm 2100 nữa đó, nhưng mà đây chỉ là cái suy đoán của đội ngũ của đội ngũ con số 8 mà thôi, nhưng mà đây cũng là một cái thông tin khá là thú vị khi mà ông đưa ra như vậy. Thì cái điều này chứng tỏ là cái số lượng Bitcoin của ông để mà ông muốn nắm giữ trong dài hạn thì nó phải nói là nó rất là dài hạn, chứ nó không phải là một cái câu chuyện dài hạn mà đơn thuần của chúng ta hay thường nghĩ nữa. Và một cái điều mà mình và đội ngũ con số 8 đó vừa suy luận ra tiếp theo chính là vào năm 2100 hoặc là thậm chí vào năm 2221 đó, thì đó cũng là cái thời điểm mà nó tiệm cận với cái giai đoạn năm 2140. Đây là một cái giai đoạn gì anh em biết không? Đây là một cái giai đoạn mà các chuyên gia hầu hết họ đã cho rằng á là năm 2140 là 100% Bitcoin sẽ được đào ra hết, sẽ được khai thác ra hết. Đó, thì đây là một những cái thông tin khá là thú vị mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Thì sau đó đó thì chúng ta sẽ tiếp đến một cái thông tin mình nghĩ rằng là cũng rất nhiều anh em quan tâm, đó chính là về Web3. Thì hiện tại đó cái trend Web3 là một cái trend mà chúng ta đã nắm bắt khá là nhiều ở trong tháng 12 này. Nhưng mà hiện tại đó chúng ta đang có một cái cuộc đấu khẩu cực kỳ gay gắt giữa những ông lớn công nghệ ở trên thị trường. Và cụ thể ở đây đó chính là Jack Dorsey. Thì dành cho anh em nào chưa biết đó là Jack Dorsey á, là ông là CEO của Twitter trước đây và là CEO của công ty thanh toán Square, và nay đã được đổi tên thành The Block. Đó, thì Jack Dorsey đó ông đã nói một cái điều mà rất là cứng rắn rằng là Web3 thực sự nó không có tồn tại, và chúng ta, những con người chúng ta, những cái đầu tư đều không sở hữu Web3. Mà Web3 là gì? Web3 thực ra nó chỉ là một cái cuộc chơi để cho các quỹ đầu tư và các tổ chức cung cấp thanh khoản đó có thể làm tiền nó mà thôi. Thì đây là một cái cách hiểu theo cách hiểu của mình. Và Jack Dorsey cũng đã đưa ra một cái dòng Twitter như thế này, khá là buồn cười đúng không anh em? Thì anh em có thể thấy là đây là một cái ống nước đó, và retail ở đây đó, retail ở đây chính là các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta thôi. Và Silicon Valley VC ở đây chính là những nhà đầu tư tổ chức tại thung lũng Silicon, tức là đại diện cho những cái quỹ đầu tư tổ chức cá mập lớn, những cái người mà đang nắm top thị trường đó. Thì Web3 cũng chỉ là một cái công cụ để mà rót tiền vào miệng của họ mà thôi. Và những cá nhân đơn lẻ của chúng ta đây thì chúng ta vẫn phải cũng có thể có lời đấy, nhưng mà có lợi ít, hoặc là chúng ta hoặc thậm chí còn bị lỗ bởi cái cuộc chơi Web3 này nữa. Vì thế nên Jack Dorsey đã không hoàn toàn đồng ý với cái việc rằng là Web3 sẽ là một cái tương lai gì đó của thế giới sau này nha anh em. Nhưng mà Jack Dorsey có một cái quan điểm đó, nhưng mà mình cũng phải khẳng định lại cho anh em là Jack Dorsey không phải là một người không tin vào Bitcoin. Ông là một người cực kỳ ủng hộ Bitcoin và làm tất cả mọi thứ của mình để cống hiến cho Bitcoin đó. Thì như anh em nào chưa biết thì ở cái hội nghị mà Bitcoin năm 2021 được tổ chức tại Miami vào tháng 8 hoặc tháng 9 á, thì Jack Dorsey ông có tuyên bố một cái câu rằng á là nếu mà ông rời bỏ Twitter đó thì ông sẽ tập trung hoàn toàn, thì ông muốn cống hiến hết cả cái sức lực và cả cái trí tuệ của mình để cho Bitcoin mà thôi đó. Nhưng mà ông không đồng tình với cái trend Web3 này. Thì trước cái sự mà va vấp, cái sự phản đối quyết liệt của Jack Dorsey đó, thì lại làm mình nhớ đến một cái sự phản đối khác, đó chính là của Elon Musk. Thì ở trong cái sự kiện này đó thì dường như Elon Musk và Jack Dorsey đang ở đứng cùng một phe đó. Thì tầm khoảng vào tuần trước thì Elon Musk ông cũng đã đưa ra một hàng loạt những cái dòng tweet mà nói rằng là Web3 là một cái thứ gì đó nó rất là vớ vẩn, và nó rất là sao ta, mình phải giải thích là nó rất là trừu tượng anh em, tức là nó cứ mông lung như thế nào đúng không đó. Thì Elon Musk ông cũng đã nói như vậy, và ông cũng đã không có cho rằng là Web3 là một cái gì đó thuộc về phạm trù của tương lai, nó sẽ giúp ích được cho con người trong cái thế giới tài chính rộng lớn này. Thì dường như là sau khi mà Jack Dorsey đó ông đưa ra một những cái quan điểm như vậy và đồng tình với Elon Musk đó, thì chúng ta thì cả hai người này họ cũng đã va vấp phải một số những cái ý kiến trái chiều, từ những cái nhân vật, những cái nhà dev, những cái nhà lập trình của những cái nền tảng nổi tiếng. Ở đây mình có thể kể đến như là chúng ta có Hayden đó. Hayden là một nhà lập trình và cũng là một nhà sáng lập và điều hành của Uniswap đó. Hay là chúng ta có Cardi B nè đó, và rất nhiều người khác nữa. Và nếu anh em nào quan tâm đó thì chúng ta có thể đi vào cái bài viết này đó, đi vào cái bài viết này của bên con số 8 của mình để mà chúng ta tìm hiểu. Và anh em cũng có thể theo dõi trên Twitter để mà có thể quan sát được là cái cuộc đấu khẩu của những cái ông lớn công nghệ này, ông đang nói gì về cái trend Web3 này, và liệu thực sự đó cái trend Web3 này nó có
trở thành một cái xu hướng chủ đạo ở trong tương lai hay không, và sắp tới những cái đồng coin liên quan đến Web3 nó có tăng trưởng mạnh hay không, và nó có thực sự trở thành một cái xu hướng như là NFT hoặc là Metaverse trước đây hay không, thì đó còn là câu chuyện của tương lai. Nhưng mà thực sự bây giờ chúng ta đã thấy đã xuất hiện những cái tranh cãi cực kỳ lớn của các ông lớn công nghệ nhảy vào rồi, thì anh em thì mình nghĩ rằng anh em cũng nên quan tâm về cái vấn đề này. Và tiếp theo mình một thông tin quan trọng khác mà mình muốn đưa đến cho anh em trong tuần này, đó chính là về việc Parachain của Polkadot đã bắt đầu rồi. Đó, tức là sao? Tức là sau 5 năm được phát thảo trên giấy và dự án, thì cuối cùng đó thì chúng ta đã có 5 gương mặt đại diện đã được cắm lên Parachain của Polkadot và đã được lên sóng rồi. Và cùng với một cái Parachain mặc định đó chính là StakeMy, thì là tổng cộng chúng ta đã có 6 Parachain nha anh em. Để mình xin đính chính lại là chứ không phải là 5 Parachain như anh em đã biết đâu, mà chúng ta còn có một cái Parachain mặc định khác, đó chính là về StakeMy. Thì đây là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là cũng khá là tốt và tích cực đối với Polkadot. Nhưng mà thật là xui cho Polkadot đó, là tại vì là cái việc mà cho 5 Parachain chạy và hoàn thành đấu giá xong và chính thức được khởi chạy trên mạng lưới đó, thì nó lại rơi vào cái thời điểm mà Bitcoin của chúng ta lại gặp một số cái kháng cự nhất định và đâm như thế này. Thì từ đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng đó là giá của Polkadot cũng như giá của những token hoặc là giá của những ánh xạ token ở trên năm cái dự án này nó cũng không hoàn toàn được phản ứng một cách tích cực, đúng không anh em? Nhưng mà mình nghĩ rằng á, dù sao đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui đối với Polkadot, vì cuối cùng á thì những cái gì mà các nhà đầu tư đang mong đợi, những cái gì mà họ đã vạch ra trước đây thì bây giờ nó đã đi vào guồng rồi, nó dần đi vào guồng rồi. Và tiếp đến, và mình nhớ không nhầm là cũng vào ngày hôm nay nè anh em, thì vào ngày hôm nay hoặc là vào ngày 24 tháng 12 thì chúng ta cũng sẽ có cái phiên đấu giá Parachain tiếp theo dành cho 6 slot tiếp theo của bên Polkadot. Và như anh em cũng biết á, thì chúng ta hãy nhìn vào cái điểm này, thì Polkadot họ cũng đã thay đổi những cái logo của họ rồi. Và như mình đã đưa tin trước đây đó, thì Polkadot họ cũng đang trong cái quá trình mà họ vote để mà họ thay đổi những cái bộ nhận dạng thương hiệu của mình, để đem đến cho những các nhà đầu tư họ có một cái nhìn mới hơn, họ có một cái nhìn nó tiếp cận nó dễ dàng hơn đối với thương hiệu của Polkadot, cũng giống như là hệ sinh thái của Polkadot nữa. Rồi, và ngay khi mà cái Parachain của Polkadot này được hoàn thành và chính thức lên sóng đó, thì chúng ta lại đón nhận một cái thông tin khác rất là tích cực đối với Polkadot, đó chính là tập đoàn viễn thông lớn nhất của châu Âu và Deutsche Telekom. Thì ở đây thì anh em cũng biết rằng là cái Deutsche Telekom này đó, nếu mà anh em nào yêu bóng đá thì anh em cũng biết rằng là đây là một cái nhà tài trợ của đội Bayern Munich, đúng không? Rất là lớn luôn, và họ đã đầu tư vào Polkadot rồi, và họ đã trở thành một cái nhà xác thực ở trên mạng Polkadot. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ lớn để có thể tác động đến Polkadot trong tương lai nha anh em. Thì ngoài Polkadot á, thì ở đây mình cũng xin chúc mừng đến cho anh em đã hold Terra Luna và đã hold Near. Tại vì á, là trong vài ngày qua thì anh em biết á, là Terra đó thực sự đã boom cực kỳ mạnh luôn. Bất chấp biết như thế nào trong thời gian qua thì Terra đã boom cực kỳ mạnh luôn. Và hình như là ngày hôm qua Terra cũng đã lập cái đỉnh dường như là ở khoảng là 95-96 đô gì đó. Thì mình cũng xin chúc mừng anh em. Và cùng với đó, khi mà Terra lập ATH đó, thì vào tối hôm qua chúng ta đã có một cái tin rằng là sao? Rằng là Near họ cũng đã bắt đầu hợp tác và ngấm ngầm bắt tay với UST, một cái đồng Terra USD của bên hệ Terra Luna. Thì ngay lập tức thì anh em thấy rằng là Near cũng bay rất là ghê luôn. Đó, thì bay dường như là bay, mình nhớ không nhầm là bay 30% thì phải, và nó dội lên có khoảng tầm 12 và trên 12 đô đó. Thì mình cũng xin chúc mừng anh em đã hold hai cái đồng coin này. Và về cái định hướng rằng là trong cuối năm nay hoặc là trong năm sau Bitcoin nó như thế nào, thì ở hiện tại ở trên góc độ quan điểm cá nhân của mình xin kết luận lại rằng là ở trên quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn là một người cực kỳ lạc quan về Bitcoin, và mình hy vọng rằng là trong năm sau Bitcoin có thể tăng trưởng hơn nữa so với năm 2021 đó. Tại vì là cũng như thường lệ thôi, tại vì bây giờ cái cuộc chơi tổ chức nó đã quá là lớn rồi, và dần dần đó tiến triển hơn nữa là một cuộc chơi của các quốc gia. Họ đã bắt đầu họ tranh đấu với nhau, họ đưa ra những cái lập luận nó khác nhau về Bitcoin, và cũng đã có những cái sự áp dụng nhất định của Bitcoin đối với đời sống thực tiễn của chúng ta rồi. Đó, còn về cuối năm nay thì cái mục tiêu 100.000 đô la dành cho Bitcoin nó có khả thi hay không, thì ở đây mình xin không dám khẳng định, tại vì ngay cả chính Plan B thì anh em cũng biết, Plan B đó là một cái người mà ông đã đưa ra những cái dự đoán về Bitcoin từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, đúng không? Ông đã đúng 3 lần rồi, và tháng 11 ông đã sai.
Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì Plenty đã chốt một cái câu rằng là sao? Một cái câu rằng là có lẽ là Bitcoin cần một chút phép màu của mùa Giáng sinh này, cần một chút phép màu của ông già Noel để mà Bitcoin có thể đi lên 100.000 đô. Nhưng mà cái mục tiêu 100.000 đô của Plan B như mình đã chia sẻ ở video đợt trước đó, nó sẽ đạt được thôi. Và thậm chí đó, nó sẽ đạt được 200.000 đô nữa. Và theo cái thuyết của Plan B á, là khi nó đạt đến 100.000 đô hoặc nó đạt đến 200.000 đô thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái cú downtrend cực kỳ mạnh, có thể làm giảm giá trị của Bitcoin đến 80%. Và đây là một cái cú downtrend dường như là khủng khiếp nhất trong lịch sử tiền mã hóa của chúng ta. Thì đó là những cái điều mà mình đã tìm hiểu và mình đã theo dõi Plan B, và Plan B đã khẳng định điều đó ở trên cái mô hình stock to flow của ông đó. Chứ cái này là không phải là mình nói, mình chỉ muốn chia sẻ cái quan điểm của những cái người mà họ có tầm ảnh hưởng cho thị trường đến cho anh em mà thôi. Ok, vậy thì cái video đến đây cũng đã khá là dài rồi, và những cái tin tức mình cung cấp cho anh em thì mình nghĩ rằng là nó cũng khá là đầy đủ trong những ngày qua rồi. Tại vì như anh em cũng biết là trong những ngày qua thị trường của chúng ta đi rất là chán luôn, và dường như những cái thông tin của chúng ta đưa ra chỉ toàn là những cái thông tin mà nó dường như là nó khá là hợp thức hóa cái đường giá đó, chứ nó không có một cái gì quá nổi bật. Và nó càng khiến cho các nhà đầu tư của chúng ta dường như là bị mỏi mệt và dường như là bị chán nản với cái thị trường này. Nhưng mà anh em hãy cứ yên tâm nha. Tại vì là sao? Tại vì dù thị trường có như thế nào, dù thị trường có đi đến đâu đi chăng nữa, và những thông tin có như thế nào đi chăng nữa, thì mình Minh Khang vẫn ở đây và luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh em để mà đưa tin tức cho anh em những cách kịp thời nhất và chính xác nhất. Ok, mình xin cảm ơn anh em một lần nữa. Thì nếu anh em thấy hay và anh em thấy bổ ích, anh em có thể đóng góp cho con số 8 một nút like và một nút subscribe để bên mình có nhiều động lực hơn nữa để mà có thể làm ra những video tiếp theo dành cho anh em hàng tuần nha. Ok, mình cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.